Theo thông tin từ công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, ngày 24 tháng 7, tổ công tác của công an huyện Trùng Khánh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phát hiện xe ô tô chở 12 công dân đang ngồi trên xe có nhiều biểu hiện dấu hiệu nghi vấn tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lấy lời khai 12 công dân. Theo lời khai, 12 công dân đến từ các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai.